Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Bến Tre. Bến Tre vùng đất được hình thành từ ba loại củ lao, vốn bề sông nước, người dân Bến Tre cần củ sáng tạo trong lao động, kiên cường anh dũng trong đấu tranh và giò lòng vị tha nhân ái. Đến hội về lần này, đoàn tiến hào chung tỉnh Bến Tre tham gia với 57 vận động viên thi đấu 6 môn với mục tiêu đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao, góp phần vào thành công của hội khỏe. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em vận động viên thân mến. Lễ diễu hành biểu dương lực lượng hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 bắt đầu. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu duyệt khối nghi lễ. Đoàn diễu hành là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh biểu tượng cho ý chí độc lập, tự do, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, ghi dấu biết bao máu xương của những người con đã hy sinh cho Tổ quốc. Dưới máu cờ thiêng liêng, trên hành trình đổi mới và hội nhập, tuổi trẻ học đường hứa quyết tâm rèn đức, luyện tài vì một ngày mai tươi sáng. Diễu hành qua lễ đài là lá cờ truyền thống của hội khỏe phù đồng. Hình ảnh cúp băng non là đại diện tượng trưng cho tuổi trẻ Việt Nam, thế hệ tương lai của đất nước, thế hệ trẻ kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Băng non là biểu tượng của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nghị lực không ngừng phát triển để ngày càng vững mạnh. Chính thanh niên sẽ gánh vác trọng trách bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh. Đang tiến qua lễ đài là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hình ảnh Bác Hồ tập thể dục đã làm sáng lên quan điểm khoa học mà Bác là tấm gương sáng. Học tập và rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại là khẩu hiệu và hành động của tuổi trẻ học đường, thực hiện cuộc vận động khỏe xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khỏe để học tập vì ngày mai lập nghiệp. Tiếp theo là khối hồng kỳ. Cờ hồng như dòng máu nóng, tượng trưng cho sức mạnh, ý chí và lòng quả cảm. Khối hồng kỳ như vầng dương chói lọi, màu đỏ thiêng liêng như tiếng gọi non sông trong trái tim của thế hệ trẻ, với khát khao vươn cao vươn xa để có sức khỏe, học tập và lao động cống hiến cho non sông đất nước. Đang tiến qua lễ đài thể hiện cho sức mạnh, ý chí vượt qua khó khăn để thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng để luôn vươn lên tầm cao mới, nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Đó cũng là mục tiêu vươn tới của tuổi trẻ học đường tại Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Chúng ta kỳ vọng những thành tích mới, những kỷ lục mới tại Hội khỏe phù đồng lần này. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Kính mời quý vị an tọa.
Tiếp theo là đoàn vận động viên 63 tỉnh thành phố về tham dự hội khỏe Phù Đồng. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh An Giang. An Giang là tỉnh biên giới phía tây nam của Tổ quốc, có thành phố Long Xuyên và Châu Đốc trẻ trung, có dãy Thất Sơn hùng vĩ và huyền bí nằm bên dòng sông Hậu hiền hòa. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Lãnh thổ bao gồm hai phần, đất liền và hải đảo, có trung tâm công nghiệp lớn. Đến với hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao Bà Rịa Vũng Tàu tham gia với 96 học sinh tranh tài ở 7 bộ môn. Toàn đoàn quyết tâm thi đấu với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Bạc Liêu. Là một tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực nam của Tổ quốc, Bạc Liêu là một trong địa danh gắn liền với lịch sử hình thành nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, là quê hương của bản Dạ Cổ Hoài Lang. Đến với hội khỏe Phù Đồng lần này, đoàn thể thao tỉnh Bạc Liêu có gần 68 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thi đấu 6 môn, sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và giao lưu học hỏi. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang là vùng đất cổ, có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với đất và người vùng Kinh Bắc. Vùng đất này một thời còn được ví là phên dậu, tứ trấn trọng yếu của đất nước, với những chiến công vang dội đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa. Đến với hội khỏe Phù Đồng toàn quốc, đoàn thể thao học sinh tỉnh Bắc Giang tham gia thi đấu 10 trên 15 môn thi với sự góp mặt của 230 vận động viên và huấn luyện viên. Các vận động viên Bắc Giang sẽ thi đấu hết mình với tinh thần nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, quyết tâm đạt thành tích cao. Chúng ta cùng chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bắc Cạn. Bắc Cạn là một tỉnh miền núi phía đông bắc của Tổ quốc, có 7 dân tộc anh em chung sống, với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ như hồ nước ngọt tự nhiên Ba Bể lớn nhất Đông Nam Á đã đi vào câu ca say đắm lòng người. Tham dự vòng chung kết hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Bắc Cạn có 27 vận động viên dự thi ở 5 môn với tinh thần đoàn kết, trong sáng, trung thực, cao thượng, nhiệt tình, cố gắng hết mình phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, góp phần vào thành công của hội khỏe. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh, mảnh đất văn hiến và giàu truyền thống cách mạng, xứ sở của lễ hội, quê hương của những làn điệu dân ca quan họ trữ tình đằm thắm. Tham dự hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, đoàn Bắc Ninh có 151 vận động viên tranh tài thi đấu ở 11 môn. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, đoàn vận động viên tỉnh Bắc Ninh quyết tâm thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng, giành kết quả cao nhất, góp phần vào thành công chung của hội khỏe. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Bến Tre. Bến Tre vùng đất được hình thành từ ba dải cù lao, bốn bể sông nước, người dân Bến Tre cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường anh dũng trong đấu tranh và giàu lòng vị tha nhân ái. Đến với hội khỏe lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Bến Tre tham gia với 57 vận động viên thi đấu 6 môn với mục tiêu đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao, góp phần vào thành công của hội khỏe. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bình Dương. Bình Dương là tỉnh miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Không chỉ ấn tượng bởi kinh tế phát triển, năng động, vùng đất Bình Dương xưa và nay còn được biết đến với bề dày lịch sử, văn hóa phát triển phong phú, đa dạng. Đến với hội khỏe Phù Đồng lần này tại thành phố Hải Phòng, đoàn thể thao học sinh tỉnh Bình Dương có 42 thành viên tham dự với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu với quyết tâm cao. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bình Định. Bình Định, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi nổi tiếng với truyền thống thượng võ, đã trở thành bản sắc riêng và cũng là nơi nuôi dưỡng phát triển tài năng của nhiều nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc. Bình Định từ lâu được nhiều gọi với miền đất võ trời văn. Về tham dự hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Bình Định tham gia thi đấu với tinh thần phát huy năng lực bản thân, học hỏi và giao lưu với các tỉnh thành trong cả nước. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bình Phước. Là một tỉnh miền núi có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, Bình Phước là một vùng đất trẻ gắn với nhiều dấu mốc lịch sử chói lọi cùng với các địa danh không thể nào quên như Phú Giềng Đỏ, căn cứ Tà Thiết, Sóc Bom Bo.
đến với Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10, Đoàn Thể thao Học sinh tỉnh Bình Phước tham dự 5 môn với 33 vận động viên. Đoàn quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Bình Thuận. Bình Thuận, một tỉnh miền Trung nằm ven biển Đông với nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú và nền văn hóa đa dạng, là một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích du lịch biển và khám phá văn hóa. Đến với Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10, Đoàn Thể thao Học sinh tỉnh Bình Thuận tham gia 74 vận động viên với 5 môn thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng. Đoàn Bình Thuận sẽ thi đấu nỗ lực hết mình, quyết tâm giành nhiều thắng lợi. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Cà Mau. Cà Mau, mảnh đất cực nam của Tổ quốc, nơi lầu sóng ngọn gió, nơi có mũi Cà Mau với rừng nước bạt ngàn, nơi có hòn đá bạc với chiến công CM-12, nơi có cụm nhà máy khí điện đạm tạo sức sống mới cho vùng đất mũi. Về dự Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần này, đoàn vận động viên Cà Mau có 30 vận động viên, 12 huấn luyện viên tham gia 5 môn thi đấu. Đoàn Cà Mau sẽ thi đấu hết mình theo tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa, đoàn kết, trung thực, cao thượng. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng là một tỉnh nằm ở phía đông bắc của Tổ quốc, có đường biên giới giáp với Trung Quốc, có cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, có di tích lịch sử Hang Bác Bó, núi Các Mác, có danh lam thắng cảnh thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao. Đến với Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Cao Bằng có 65 vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu ở 4 bộ môn. Đoàn Cao Bằng tham gia với tinh thần thể thao cao thượng và giao lưu học hỏi. Xin chào đón đoàn vận động viên thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ là thủ phủ miền Tây, nơi sôi động nhất vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ có bến cảng và sân bay quốc tế. Với lòng hiếu khách và thân thiện vốn có của người Cần Thơ, luôn làm cho du khách trong và ngoài nước lưu luyến mỗi khi đến đây. Tham dự Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao học sinh thành phố Cần Thơ gồm 165 vận động viên, huấn luyện viên thi đấu 6 môn thể thao. Chúng ta cùng chào đón đoàn vận động viên thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng, nơi có núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển sâu, một thành phố năng động và phát triển của miền Trung. Tham gia Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh thành phố Đà Nẵng có 280 vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu ở 12 bộ môn với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Đắk Lắk. Là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên với 49 dân tộc anh em sinh sống, đã tạo nên sự đa dạng phong phú văn hóa của Đắk Lắk. Trong đó, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đoàn thể thao học sinh tỉnh Đắk Lắk tham gia Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 với 119 vận động viên, huấn luyện viên, lãnh đạo đoàn. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Đắk Nông. Được thành lập năm 2004, qua 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Đắk Nông đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, trong đó ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, đặc biệt là công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học. Đến với Hội Khỏe Phù Đồng lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Đắk Nông gồm 56 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn tham gia thi đấu ở 7 môn, trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cùng tiến bộ. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Điện Biên. Điện Biên, một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc, là nơi có chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hội Khỏe Phù Đồng đã trở thành hoạt động thể thao văn hóa mang tính truyền thống của học sinh ngành giáo dục đào tạo tỉnh Điện Biên. Đến với Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao học sinh tỉnh Điện Biên góp mặt với 16 vận động viên của nhiều dân tộc khác nhau tham gia thi đấu ở 2 bộ môn. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai nằm ở vị trí trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thuộc Đông Nam Bộ, là một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển công nghiệp của Việt Nam. Đến với Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Đồng Nai tham dự 13 môn thi đấu với tinh thần giao lưu học hỏi và quyết tâm giành thành tích cao nhất. Chào đón đoàn vận động viên tỉnh Đồng Tháp. Thuần khiết như hồn sen,
Đồng Tháp tự hào với tài nguyên du lịch phong phú, thiên nhiên còn đậm nét hoang sơ, con người cần cù, chất phác, thân thiện và hồn hậu. Đây là một trong những tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc, đoàn thể thao học sinh tỉnh Đồng Tháp tham gia với 300 vận động viên, cán bộ đoàn tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu. Đang tiến qua lễ đài cùng chào đón đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai. Gia Lai là một tỉnh Tây Nguyên với truyền thống cách mạng hào hùng, có khu Tây Sơn Thượng, căn cứ địa của vua Quang Trung, tiếp nối truyền thống anh hùng núp, anh hùng gù của dân tộc Pa Na, Gia Lai. Người Tây Nguyên luôn mang ý chí mạnh mẽ, khát vọng, tinh thần và sức mạnh phù đồng trên vùng đất đại ngàn Tây Nguyên. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Hà Giang. Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới cực bắc của Tổ quốc. Thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang nhiều cảnh quan hùng vĩ với núi cao, vực sâu, sông suối và có nhiều hang động, gành thác. Tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn Hà Giang có 32 học sinh tham gia 5 bộ môn thi đấu với tinh thần giao lưu học hỏi, nỗ lực hết mình, góp phần vào thành công chung của hội khỏe phù đồng toàn quốc. Chúng ta cùng chào đón đoàn vận động viên tỉnh Hà Nam. Hà Nam nằm ở châu thổ sông Hồng với núi đọi sông Châu, quê hương của Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, nhà văn liệt sĩ Nam Cao, nơi khởi nguồn của phong trào thi đua hai tốt với tiếng trống Bắc Lý anh hùng. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác giáo dục thể chất ngày càng được quan tâm nhằm góp phần xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện hướng đến chân thiện mỹ. Xin chào đón đoàn vận động viên đến từ thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 giai đoạn 1, khu vực 2 tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn Hà Nội đạt thành tích 47 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 42 huy chương đồng, xếp thứ nhất toàn đoàn. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc tại thành phố Hải Phòng, đoàn thể thao học sinh Hà Nội với 439 vận động viên thi đấu ở 14 bộ môn với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương có truyền thống văn hóa cách mạng và hiếu học, là cái nôi sinh ra các bậc hiền tài làm rạng danh quê hương đất nước như đại thi hào Nguyễn Du, đại danh nghi hải thượng Lán Đông Lê Hữu Trác, anh hùng Lý Tự Trọng, và là quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập và nhiều danh nhân kiệt xuất. Đến hội khỏe lần này, đoàn Hà Tĩnh tham gia gồm 84 vận động viên thi đấu ở 7 bộ môn. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Hải Dương. Hải Dương là vùng đất học, đất khoa bảng, nơi có lò tiến sĩ xứ Đông lừng danh cả nước. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay, Hải Dương đang có bước chuyển mình rõ rệt. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Hải Dương gồm 64 vận động viên thi đấu ở 6 bộ môn. Chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón đoàn vận động viên tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập năm 2004, nổi tiếng là mảnh đất hoang sơ bình dị với những cánh đồng lúa bát ngát, từng con kênh rạch nặng tình phù sa và những con người cần mẫn, chất phác. Đến hội khỏe phù đồng lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Hậu Giang có 116 vận động viên, cán bộ đoàn tham gia thi đấu ở 7 bộ môn. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình là một tỉnh miền núi nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Nơi đây từ xa xưa đã sớm hình thành các xứ mường trù phú. Tham dự hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Hòa Bình tham gia 9 trên 15 môn thi đấu. Mục tiêu cố gắng phấn đấu hết sức mình, mong được học hỏi kinh nghiệm, giao lưu cho vòng tay bè bạn cả nước, đặc biệt tuổi trẻ học đường và nhân dân thành phố Hải Phòng. Xin chào đón đoàn vận động viên thành phố Hồ Chí Minh. Là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, thành phố mang tên Bác luôn không ngừng phát triển, bứt phá mạnh mẽ để xứng tầm là một trong những đại đô thị lớn nhất cả nước. Tại hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 giai đoạn 1 tổ chức tại Đắk Lắk, đoàn thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng nhất toàn đoàn. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh tham gia với 600 thành viên, đăng ký thi đấu 15 môn với quyết tâm thi đấu tự tin, trung thực, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Hưng Yên.
nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên được cả nước biết đến là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Tham dự Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao học sinh tỉnh Hưng Yên tham gia với 60 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung thi đấu. Các vận động viên Hưng Yên sẽ thi đấu hết sức mình với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng để giành được thành tích cao nhất. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có quần đảo Trường Sa, nằm ở cực đông của Tổ quốc, nơi nhận được ánh nắng ban mai sớm nhất cả nước. Được thiên nhiên ưu đãi, có khí hậu ôn hòa, có vịnh Nha Trang được công nhận là một trong các vịnh đẹp nhất thế giới. Tham gia Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 giai đoạn 1 tại Quảng Nam, đoàn Khánh Hòa đạt 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang là một trong những tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có hai cửa khẩu và hai sân bay, được quy hoạch là vùng phát triển du lịch sinh thái, biển đảo, di tích lịch sử, lễ hội. Địa hình Kiên Giang có đồng bằng, rừng núi, biên giới và hải đảo, trong đó có đảo Phú Quốc nổi tiếng xinh đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích nổi tiếng. Tham gia Hội khỏe phù đồng lần này, đoàn thể thao tỉnh Kiên Giang với 52 vận động viên cán bộ đoàn tham gia 3 môn thi đấu. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Kon Tum. Kon Tum là tỉnh miền núi vùng cao biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Tại Hội khỏe phù đồng cấp toàn quốc 2016, đội bóng đá cấp tiểu học của tỉnh Kon Tum đã đạt giải ba và môn đẩy gậy đạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Tham gia Hội khỏe phù đồng lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Kon Tum có 17 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia thi đấu hai môn. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Lai Châu. Lai Châu là tỉnh biên giới phía tây bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, với 20 dân tộc cùng sinh sống, có tiềm năng để phát triển dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch. Tham dự Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Lai Châu có 24 vận động viên tham gia tranh tài các nội dung của 4 môn thi đấu với tinh thần giao lưu, học hỏi, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất. Tiếp theo là đoàn vận động viên tỉnh Lào Cai. Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới phía bắc của Tổ quốc, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, là ngôi nhà chung của 25 dân tộc anh em. Với vị trí địa lý thuận lợi về điều kiện tự nhiên và thiên nhiên ưu đãi, Lào Cai đã và đang phát huy thế mạnh tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế, thương mại và du lịch như du lịch Sapa, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. Tham dự khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn có 210 vận động viên và 45 huấn luyện viên cán bộ đoàn. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Lạng Sơn. Lạng Sơn là một tỉnh biên giới, nơi địa đầu Tổ quốc với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của quốc gia dân tộc. Đến với Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao học sinh tỉnh Lạng Sơn tham gia 9 môn thi đấu cùng 150 huấn luyện viên, vận động viên với tinh thần cao nhất. Tiếp theo, chúng ta cùng chào đón đoàn vận động viên tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng là tỉnh nằm ở phía Nam Tây Nguyên, nơi nổi tiếng với những đồi chè, đồi cà phê bạt ngàn, với những sắc lụa tơ tằm óng ánh, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp thơ mộng hùng vĩ. Đặc biệt, Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt là thành phố festival hoa, luôn rực rỡ với ngàn hoa khoe sắc. Đến Hội khỏe phù đồng lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Lâm Đồng tham dự 9 môn thi đấu cùng 68 vận động viên với tinh thần thi đấu trung thực, giao lưu, học hỏi và đoàn kết. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Long An. Long An có dòng sông Vàm Cỏ, là cửa ngõ giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Kết quả Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 giai đoạn 1 tại thành phố Bến Tre, đoàn học sinh Long An đạt 1.223 điểm, xếp hạng 2 toàn đoàn. Tham dự Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 tại thành phố Hải Phòng, đoàn thể thao học sinh tỉnh Long An tham gia thi đấu 5 môn thể thao với 133 thành viên. Đoàn sẽ tham gia thi đấu nhiệt tình, quyết tâm cao với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu học tập với các đơn vị bạn. Xin chào đón đoàn thể thao học sinh đến từ mảnh đất Thiên Trường, Nam Định.
vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của vương triều Trần. Tuổi trẻ học đường Nam Định, những con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, tham dự hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này với 200 cán bộ đoàn, huấn luyện viên và vận động viên tham gia thi đấu ở 9 bộ môn. Đoàn Nam Định quyết tâm đem bản lĩnh, nhiệt huyết, trái tim và khối óc của người Việt trẻ mang theo tinh thần phù đồng huy hoàng và vĩ đại để cùng nhau vươn lên đạt những đỉnh cao mới. Xin chào đón đoàn thể thao học sinh tỉnh Nghệ An. Nằm trên dải đất miền Trung đầy nắng và gió, Nghệ An được coi là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra vị lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh. Tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn gồm có 265 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thi đấu ở 13 bộ môn. Chúc đoàn vận động viên tỉnh Nghệ An đạt được những thành tích cao nhất. Đang tiến qua lễ đài là đoàn thể thao học sinh tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, nơi có cố đô Hoa Lư lịch sử, từng là kinh đô của ba triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý. Ninh Bình được biết đến là một địa danh giàu truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa và du lịch, với khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư, rừng quốc gia Cúc Phương, Tam Cốc, Bích Động, khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, Tràng An. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Ninh Bình tin tưởng sẽ giành được nhiều huy chương ở các bộ môn điền kinh, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, võ thuật và karate đồ. Đang tiến qua lễ đài là đoàn thể thao học sinh tỉnh Ninh Thuận. Sau 32 năm tái lập tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo Ninh Thuận được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhân dân địa phương quan tâm chăm lo ngày càng có hiệu quả đồng bộ. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao học sinh Ninh Thuận tham gia với 24 thành viên thi đấu 4 môn với tinh thần thượng võ, đoàn kết, giao lưu học hỏi, quyết tâm thi đấu trung thực, tự tin, vượt lên chính mình và giành thêm nhiều thành tích cao. Xin chào đón đoàn thể thao học sinh tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ, mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi các vua hùng khởi nghiệp, dựng nên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, Phú Thọ luôn là điểm đến, nơi hội tụ tâm linh của đồng bào cả nước. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao học sinh tỉnh Phú Thọ tham gia 9 môn với 145 vận động viên, với mục tiêu đoàn kết, trung thực và cao thượng. Xin chào đón đoàn thể thao học sinh tỉnh Phú Yên. Là vùng đất có phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình với nhiều thắng cảnh kỳ thú độc đáo và hấp dẫn như gành đá đĩa, đầm ô loan, núi đá bia. Phú Yên được nhiều du khách biết đến là vùng đất hoa vàng cỏ xanh. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc, đoàn thể thao học sinh Phú Yên có 50 thành viên tham gia với 4 môn thi đấu. Tiêu chí của đoàn Phú Yên là nỗ lực hết mình, tranh tài trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giao lưu cùng tiến bộ. Chúng ta cùng chào đón đoàn thể thao học sinh tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Đến với hội khỏe phù đồng lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Quảng Bình có 39 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương với phương châm nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu. Đoàn thể thao tỉnh Quảng Bình sẽ nỗ lực hết mình trong từng nội dung để cống hiến cho thành công của hội khỏe. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, quê hương của hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc, đoàn thể thao học sinh Quảng Nam tham gia 9 môn thi đấu với 108 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải miền Trung, giàu truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từng là chiến trường ác liệt trong đạn bom, nay Quảng Ngãi vươn mình trở thành vùng đất đầy hứa hẹn về đầu tư và du lịch. Tham gia hội khỏe phù đồng lần này ở 6 bộ môn, 61 vận động viên. Mục tiêu của đoàn là giao lưu, học hỏi, thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất. Qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh tự hào có vịnh Hạ Long xinh đẹp, di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO hai lần công nhận về giá trị ngoại hạng và năm 2011 được tổ chức New Urban World công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tại các kỳ hội khỏe phù đồng toàn quốc, đoàn thể thao học sinh tỉnh luôn đứng trong top 15 tỉnh dẫn đầu cả nước. Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 giai đoạn 1, đoàn thể thao học sinh tỉnh đã đoạt 74 huy chương. Với lực lượng được chuẩn bị kỹ càng, xin chúc đoàn thể thao học sinh Quảng Ninh thi đấu thành công. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị, mảnh đất đi vào lịch sử với những địa danh đã trở thành biểu tượng cho lòng yêu nước, tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc như đường chín Khe Xanh, cồn Tiên Dốc Miếu, thành cổ Quảng Trị. Đến với hội khỏe phù đồng lần này, đoàn Quảng Trị tham gia 8 môn với 150 cán bộ huấn luyện viên và vận động viên. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phía đông bắc bán đảo Cà Mau với dân số gần 1,2 triệu người, gồm 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer sống chan hòa gần gũi với bản sắc văn hóa đa dạng. Tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn Sóc Trăng với 42 vận động viên tranh tài thi đấu ở 4 môn thi đấu. Đoàn đã vượt gần 2.000 km để đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ với quyết tâm nỗ lực thi đấu hết mình trên tinh thần giao lưu học hỏi, gặt hái được nhiều thành tích cao. Đang tiến của lễ đài là đoàn thể thao học sinh tỉnh Sơn La. Sơn La, mảnh đất anh hùng, có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, tự hào là thành phố trẻ với thủy điện Sơn La, thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, có cao nguyên Mộc Châu xanh mát quanh năm, được quy hoạch khu du lịch quốc gia, là điểm đến lý tưởng của du khách mọi miền. Đến với hội khỏe lần này, đoàn Sơn La có 10 cán bộ, 22 huấn luyện viên, 125 vận động viên tham gia thi đấu ở 10 môn. Với quyết tâm thi đấu hết mình, đoàn kết, giao lưu học hỏi, cùng khát vọng tuổi trẻ Sơn La không ngừng vươn xa. Đang tiến qua lễ đài là đoàn thể thao học sinh tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh là một tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc miền Đông Nam Bộ. Tây Ninh có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng, trung dũng, kiên cường. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh Tây Ninh tham dự với 51 thành viên, gồm cán bộ đoàn, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu 5 trên 15 bộ môn. Đoàn thể thao học sinh Tây Ninh thi đấu với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực và cao thượng. Chúng ta cùng chào đón đoàn vận động viên tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt với nền văn hóa đa dạng và truyền thống hiếu học, đã tạo nên những bức tranh đa sắc màu văn hóa, những tinh hoa cho con người xứ Thanh. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc, đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa tham gia với gần 400 thành viên. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, đoàn vận động viên tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thi đấu giành thành tích cao. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Thái Bình. Nhắc đến Thái Bình, người ta thường nghĩ ngay đến quê hương của chị Hai Năm Tấn, với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, bãi biển Đồng Châu thơ mộng. Đây còn là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật, là nơi sinh ra và nuôi dưỡng, chở che các danh nhân. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh Thái Bình thi đấu với phương châm đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm thủ đô kháng chiến chống thực dân Pháp. Với chiến khu ATK Định Hóa, nơi hội tụ của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đã kết tinh thành những giá trị sâu sắc về văn hóa, con người và lịch sử. Đến với hội khỏe phù đồng lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Thái Nguyên có 248 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn tham gia tranh tài ở 13 môn thi đấu. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế từng là kinh đô của triều đại phong kiến nhà Nguyễn, gắn liền với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Giáo dục Thừa Thiên Huế luôn biết trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai trong nhiều lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đến với hội khỏe phù đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia 9 môn thi, 175 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên sẽ thi đấu hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, giao lưu học hỏi, góp phần vào sự thành công của hội khỏe phù đồng.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón đoàn vận động viên tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang là một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, được chính phủ quy hoạch là một trong 8 tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam. Nằm dọc theo sông Tiền thơ mộng, Tiền Giang được biết đến là vùng đất đặc trưng của văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Nơi đây nổi tiếng khắp đất Việt bởi sự trù phú, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, phong cảnh hữu tình. Đang tiến qua lễ đài là đoàn thể thao học sinh tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh nằm ở hạ lưu giữa sông Tiền và sông Hậu, có những nét đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Có 141 chùa Khmer với kiến trúc cổ kính, thắng cảnh ao bào om, biển ba động, đặc biệt là đền thờ Bác Hồ. Đến với hội khỏe phụ đồng toàn quốc, đoàn thể thao học sinh tỉnh Trà Vinh tham dự 45 vận động viên thi đấu ở 7 bộ môn. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Tuyên Quang. Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc với dân số trên 800.000 người. Trong kháng chiến, Tuyên Quang là khu căn cứ địa cách mạng, là thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng, nơi có lán Nà Lừa, mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào đã đi vào lịch sử của dân tộc. Đến với hội khỏe lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Tuyên Quang tham dự 4 môn thế mạnh gồm cầu lông, điền kinh, cờ vua và vô vi nam với tổng số 64 vận động viên. Xin chào đón đoàn vận động viên tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long, vùng đất địa linh nhân kiệt, đang trên đà phát triển cùng với sự phát triển của cả nước, nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long giữa hai dòng sông Tiền, sông Hậu hiền hòa. Tham gia hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10, đoàn thể thao học sinh tỉnh Vĩnh Long tham gia tranh tài ở 3 bộ môn với tinh thần học hỏi để tiến bộ, mong muốn được giao lưu học hỏi với đoàn vận động viên các tỉnh bạn. Xin được chào đón đoàn vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc là một vùng đất cổ, nơi trầm tích bao dấu ấn lịch sử, văn hóa của truyền thống hào hùng trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vĩnh Phúc còn là miền quê có truyền thống hiếu học khoa bảng. Nền giáo dục cách mạng trên quê hương Vĩnh Phúc là một điểm sáng trong bức tranh giáo dục Việt Nam. Đến với hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Vĩnh Phúc tham dự với 182 vận động viên thi đấu ở 13 môn. Xin chào đón đoàn thể thao học sinh tỉnh Yên Bái. Yên Bái là tỉnh miền núi, cửa ngõ miền Tây Bắc của Tổ quốc. Tham gia hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, đoàn thể thao học sinh tỉnh Yên Bái có 66 vận động viên thi đấu ở 8 bộ môn với mong muốn được giao lưu học hỏi các đoàn bạn trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đang tiến qua lễ đài là đoàn thể thao học sinh chủ nhà thành phố Hải Phòng. Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ, thành phố cảng lớn nhất phía đông bắc của Tổ quốc, là trung tâm kinh tế, khoa học, kỹ thuật tổng hợp của vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Với lịch sử vinh quang ngàn năm, một vùng đất hội tụ đầy đủ khí thiêng sông núi, người dân Hải Phòng anh dũng, sáng tạo, cởi mở, năng động. Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng các môn văn hóa, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng luôn quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục thể chất, nhằm giúp thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Đoàn Hải Phòng với tinh thần học hỏi, đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn trọng tài đang tiến qua lễ đài. Để làm nên thành công của hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, một lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó là trọng tài. Chúng ta tin tưởng đoàn trọng tài sẽ đánh giá trung thực, khách quan, vô tư và chính xác kết quả thi đấu ở từng bộ môn diễn ra trong hội khỏe lần này. Hiện diện tại sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng ngày hôm nay là các đoàn vận động viên học sinh tiêu biểu cho 63 tỉnh, thành phố, đại diện cho 24 triệu học sinh trên cả nước.
các em chính là những vận động viên xuất sắc nhất đã đạt những thành tích nổi bật trong kỳ hội khỏe phù đồng cấp tỉnh thành năm 2024, là đại diện sinh động nhất cho sức mạnh, ý chí, lòng quả cảm của thế hệ trẻ Việt Nam, mang trong mình nhiệt huyết, ước muốn vươn cao, vươn xa để có sức khỏe, học tập, lao động, cống hiến cho đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Kính thưa quý vị, sau đây xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các lực lượng tham gia Hội Khỏe Phù Đồng Toàn Quốc lần thứ 10 năm 2024 đứng dậy làm lễ chào cờ. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị an tọa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, các vận động viên tham gia hội khỏe, thưa toàn thể quý khán giả, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân cũng như ngành giáo dục nước nhà. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất tâm huyết với sự nghiệp đổi mới giáo dục. Người đứng đầu Đảng ta đã từng nhấn mạnh cần hình thành một triết lý về giáo dục, chú ý phát triển khoa học giáo dục Việt Nam, coi đây là nền tảng lý luận để tiến hành đổi mới giáo dục. Tất thảy những việc làm, sự quan tâm, tình cảm cao đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành giáo dục đã trở thành di sản tinh thần, mãi mãi là bài học quý giá để thế hệ hôm nay và mai sau noi gương học tập. Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu và toàn thể khán giả, chúng ta sẽ cùng dành một phút để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin được kính mời.
phút tưởng niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị cùng an tọa. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tại sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Kính thưa quý vị, đây là đại hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học đường, được tổ chức 4 năm một lần với niềm tự hào, tinh thần đoàn kết. Học sinh từ mọi miền tổ quốc về hội tụ, tranh tài, thi đua lập thành tích xuất sắc, thể hiện sức sống tuổi trẻ, khát khao mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển đất nước. Cũng như các thế hệ người dân Việt Nam, tuổi trẻ học đường hăng hái, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước văn minh, giàu đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin nồng nhiệt chào đón thầy cô, bạn bè, các quý vị đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước với quyết tâm tổ chức một kỳ hội khỏe phù đồng thành công rực rỡ. Đến tham dự lễ khai mạc đại hội ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lên đọc diễn văn khai mạc Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Xin được trân trọng kính mời Bộ trưởng. Kính thưa đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội. Kính thưa đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo. Thưa toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh đã có mặt tham dự Hội Khỏe Phù Đổng Toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 ngày hôm nay. Để góp phần duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khích lệ học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, rèn luyện ý chí vươn lên, góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách, phát triển con người toàn diện, Hội Khỏe Phù Đổng Toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây cũng là hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể dục thể thao cho đất nước. Hội Khỏe Phù Đổng Toàn quốc là điểm hội tụ và tập trung cao nhất của phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe của học sinh phổ thông. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho những tài năng thể thao của học sinh cả nước thể hiện. Các địa phương cũng nhân dịp này phát hiện những tài năng thể thao riêng cho địa phương mình. Trải qua hơn 40 năm triển khai với 10 lần tổ chức đại hội, Hội Khỏe Phù Đổng Toàn quốc năm 2024 là kỳ đại hội thể thao học đường lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 20.000 động viên là học sinh và cán bộ của 63 tỉnh thành phố tham gia tranh tài ở 15 môn thể thao. Những thành công của Khỏe Phù Đổng ở các cấp vừa qua là kết quả của việc lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục đã chỉ đạo chặt chẽ, quan tâm đầu tư và kết quả của sự chăm chút của các gia đình, các bậc phụ huynh, các huấn luyện viên và của toàn xã hội. Nhưng trước hết và có ý nghĩa quyết định là ý thức rèn luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể của học sinh cả nước đã có sự gia tăng đáng kể. Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố đã đăng cai và tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng ở giai đoạn 1 vừa qua. Đặc biệt cảm ơn lãnh đạo và nhân dân thành phố Hải Phòng đã nhận đăng cai và dành nhờ điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng Toàn quốc ngày hôm nay. Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và công tác tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng nói riêng. Trân trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành, trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức. Cảm ơn các địa phương về sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, trong đó có giáo dục thể chất và hội thi thể thao có ý nghĩa đối với học sinh ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn các huấn luyện viên, các trọng tài, các thầy giáo, cô giáo và các nhà quản lý thể dục thể thao đã nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục thể chất và đang tiếp tục giúp sức cho sự thành công của Hội Khỏe Phù Đổng Toàn quốc. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương các vận động viên học sinh, cán bộ đã đạt thành tích cao tại Hội Khỏe Phù Đổng ở địa phương, khu vực để hôm nay tụ họp về đây tham dự Hội Khỏe Phù Đổng Toàn quốc. Trân trọng cảm ơn các quý vị phụ huynh đã ủng hộ toàn diện cho các cháu học sinh, vận động viên tham dự hội thi năm nay. Thay mặt cho lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi chính thức giao nhiệm vụ cho tất cả các bạn vận động viên học sinh.
các trọng tài và ban tổ chức vì lương tâm và trách nhiệm cao nhất đảm bảo cho Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 10 diễn ra an toàn, thật thà, dũng cảm, cao thượng và với tinh thần giáo dục cao nhất để Hội Khỏe Phù Đổng lần này thực sự là một hội khỏe ấn tượng, đáng nhớ và tự hào. Chúc tất cả các em học sinh, những người ưu tú trong phong trào rèn luyện có mặt dự hội khỏe đều là những người chiến thắng trong thi đấu. Ai cũng mong muốn giành chiến thắng và đạt thành tích cao nhất. Nhưng những người chiến thắng trong hội thi là số ít và hữu hạn. Tôi mong tất cả các em coi đây là một dịp để học tập hơn là sự tìm kiếm thành tích, lấy sự thể hiện tốt nhất bản thân hơn là việc thắng thua. Cần hướng tới một chiến thắng lớn hơn, đó là chiến thắng chính bản thân mình, vượt lên các giới hạn, vượt lên nỗi buồn của việc chưa thành công và đón nhận chiến thắng với một sự khiêm tốn và học hỏi. Đó mới là chiến thắng lâu dài và thực chất của hội khỏe này mà chúng ta muốn mang lại cho các em. Thi đấu tất có thắng, có thua. Tôi cũng mong rằng các quý vị phụ huynh, các thầy, cô trưởng đoàn và huấn luyện viên có thái độ phù hợp và thể hiện tinh thần giáo dục trong mọi trường hợp, không đem cái cay cú, sự mong mỏi thành tích của người lớn thành áp lực, sự hiếu thắng hoặc làm tổn hại tới tinh thần của các em. Đó chính là tinh thần thể thao chân chính và tinh thần giáo dục của Hội Khỏe Phù Đổng lần này. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ, cảm ơn lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành và nhân dân thành phố Hải Phòng đã ủng hộ và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc năm nay. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và các bạn đã tham dự lễ khai mạc trọng thể này. Chúc Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 10 năm 2024 thành công tốt đẹp. Tôi tuyên bố khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Kim Sơn. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lên phát biểu chào mừng Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Trước hết, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thành phố Hải Phòng còn được gọi là thành phố hoa phượng đỏ, thành phố cảng, có truyền thống trung dũng quyết thắng. Rất vinh dự được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ đăng cai Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10.
trong những năm vừa qua về kinh tế của thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng và được xếp trong top đầu của cả nước. Vì vậy, thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Công tác an sinh xã hội đi trước một bước so với phát triển về kinh tế và đi đầu cả nước. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng luôn được xếp trong top đầu của cả nước. Đã 26 năm, thành phố có học sinh được huy chương Olympic quốc tế, là địa phương đầu tiên hỗ trợ 100% học phí cho các bậc học từ năm 2020 và có mức thưởng rất cao đối với các học sinh được giải thưởng quốc tế. Trong 9 kỳ thi hội khỏe Phù Đồng trước đây, đoàn động viên học sinh Hải Phòng luôn được xếp trong top đầu của cả nước. Riêng năm 1996 được xếp thứ hai toàn quốc. Trong kỳ hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 tại tỉnh Thái Nguyên vừa qua, đoàn Hải Phòng cũng được xếp thứ hai với 28 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 47 huy chương đồng. Với những kết quả ấy, thành phố Hải Phòng đã được hội tụ đầy đủ những yếu tố về phát triển kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển thể dục và thể thao để Hải Phòng vững bước trên con đường phát triển. Tuổi trẻ của thành phố Hải Phòng đang ra sức học tập và rèn luyện để xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước. Một lần nữa, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Tùng. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin được kính mời vận động viên Lê Tùng Lâm, học sinh trường Trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Hải Phòng, đại diện cho hơn 6.600 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ tư năm 2024 thông qua lời hứa của vận động viên. Kính thưa các quý vị đại biểu, em Lê Tùng Lâm, học sinh trường Trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Hải Phòng, vận động viên môn điền kinh. Thay mặt các vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, xin hứa thực hiện nghiêm túc điều lệ và các quyết định của ban tổ chức, ban trọng tài. Quyết tâm đem hết sức mình thi đấu với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, giành thành tích cao để góp phần vào thành công của hội khỏe Phù Đồng. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Xin cảm ơn vận động viên Lê Tùng Lâm. Tiếp theo chương trình, xin kính mời trọng tài Nguyễn Hữu Công thay mặt đoàn trọng tài lên tuyên thệ. Xin kính mời. Tôi, Nguyễn Hữu Công, thay mặt lực lượng trọng tài điều hành Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, xin thề thực hiện nghiêm túc luật, điều lệ và các quy định của ban tổ chức, điều hành chính xác, vô tư, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi để vận viên phát huy tốt khả năng chuyên môn, góp phần vào thành công của Phù Đồng. Xin thề, xin thề, xin thề. Xin cảm ơn trọng tài Nguyễn Hữu Công. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình sẽ là phần trao hoa và cờ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thành phố Hải Phòng, địa phương đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Ban tổ chức xin được kính mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10,
lên tặng cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, trưởng ban tổ chức hội khỏe, đại diện cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng lên nhận cờ lưu niệm hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi và đồng chí Lê Khắc Nam. Xin chúc cho Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 được diễn ra tại thành phố Hải Phòng sẽ thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị, ngay sau đây là phần tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn. Xin trân trọng kính mời các đồng chí đại diện cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe phù đồng tặng hoa và cờ cho 63 đoàn vận động viên, đoàn trọng tài tham gia Hội khỏe phù đồng toàn quốc năm 2024. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, trưởng Ban tổ chức; đồng chí Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin kính mời đồng chí Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo; đồng chí Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể dục và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin kính mời đồng chí Bùi Văn Kiệp, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng; đồng chí Đinh Minh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trần Văn Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin kính mời đồng chí Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo; đồng chí Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo; đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục Đào tạo. Kính mời đồng chí Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; đồng chí Phạm Trung Hiệu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng; đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các đồng chí đại diện cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe phù đồng sẽ tặng hoa và cờ cho 63 đoàn vận động viên, đoàn trọng tài tham gia Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các đoàn vận động viên, đại diện đoàn trọng tài. Kính thưa quý vị, giờ phút khai mạc Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 đã đến. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng là biểu tượng niềm tin của lứa tuổi học đường với mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn để có sức mạnh vươn lên, bảo vệ và dựng xây quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.
Kính thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến hành trình xin lửa đại hội từ đền gióng Sóc Sơn Hà Nội về đến thành phố Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên tiếp đón ngọn lửa phù đồng. Và chúng tôi cũng xin được kính mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng cùng tham gia tiếp đón ngọn lửa phù đồng. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo. Truyền thống đang rực cháy tại sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, nơi tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các em học sinh và quý vị khán giả, lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 đến đây xin được kết thúc.
Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đoàn vận động viên, học sinh cả nước và quý khán giả truyền hình đã đến tham dự để đóng góp vào sự thành công chung của Hội Khỏe Phù Đồng. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được kính chào tạm biệt. Chia sẻ cùng nhau ngày đó ngày...